và sau đây là những thói quen đơn giản và dễ thực hiện để giúp bạn sống lâu hơn cũng như là hạnh phúc hơn cho dù bạn đang theo đuổi một sự nghiệp khó khăn vất vả hay chỉ đơn giản là một thói quen ăn uống tốt hơn thì để đạt được những kỳ tích mà bạn mong mỏi yếu tố cần thiết nhất vẫn nên là việc chú ý đến cơ thể và tâm trí của bạn dưới đây là một số thói quen đáng để bạn thực hiện nhằm tạo cho bản thân cơ hội tốt nhất để có được cuộc sống hạnh phúc và lâu dài hơn Thứ nhất là thường xuyên khám sàng lọc screenings. Người trẻ tuổi có xu hướng ít mắc các bệnh mãn tính hơn là những người lớn tuổi, nhưng việc phòng ngừa là điều quan trọng nhất. Chẳng hạn, nếu bạn khám sàng lọc tiền đái tháo đường, bạn có thể sẽ nhận thức và thực hiện được các biện pháp giúp ngăn ngừa sự tiến triển thành bệnh tiểu đường. Kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm cũng giúp bạn và bác sĩ của bạn hiểu nhau hơn. Thời điểm tốt nhất để gặp bác sĩ không phải là khi bạn đã có các triệu chứng và cần giúp đỡ, mà hãy thường xuyên xây dựng và thiết lập mối quan hệ đó để bác sĩ của bạn có được cơ sở về sức khỏe của bạn. Thứ hai là hoạt động thể chất thường xuyên. Hoạt động thể chất đầy đủ có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như là tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo rằng người lớn nên dành ít nhất 150 phút tức là 2 tiếng rưỡi hoạt động thể chất từ mức độ trung bình đến cường độ mạnh hàng tuần. Trong khi những người mang thai nên tập thể dục nhịp điệu vừa phải và tăng cường ít nhất 150 phút mỗi tuần. Thứ ba là chỉ số BMI khỏe mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, chỉ số khối cơ thể là phép đo lượng mỡ trong cơ thể nhằm đánh giá loại cân nặng và nguy cơ tiềm ẩn đối với các vấn đề về sức khỏe của một người. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy việc duy trì chỉ số bmi khỏe mạnh có thể kéo dài tuổi thọ của bạn hơn một thập kỷ và có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và ung thư hoạt động thể chất thường xuyên và ăn thực phẩm lành mạnh có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này thứ tư là dinh dưỡng hợp lý việc ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp cung cấp một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời bạn có thể kéo dài tuổi thọ của mình bằng cách ăn ít thịt đỏ và thịt đã qua chế biến hơn. Thay vào đó, hãy nạp vào cơ thể nhiều trái cây, rau, đậu, ngũ cốc, nguyên hạt và các loại hạt. Những lợi ích tiềm năng đặc biệt mạnh mẽ nếu bạn bắt đầu khi còn trẻ. Cụ thể, phụ nữ khi bắt đầu ăn uống tối giản ở tuổi 20 có thể tăng tuổi thọ hơn 10 năm hoặc nhiều hơn một chút, trong khi nam giới bắt đầu ở độ tuổi tương tự có thể tăng thêm 13 năm tuổi thọ trong mỗi bữa ăn hãy bảo đảm rằng ít nhất một nửa đĩa ăn của bạn nên có trái cây và rau ngoài ra thì điều quan trọng còn nằm ở cách bạn chế biến nướng và luộc sẽ tốt hơn là chiên sáng thực phẩm và thứ năm là chú ý đến sức khỏe tâm thần sức khỏe tâm thần thường là một phần bị bỏ quên trong sức khỏe tổng thể của chúng ta nhưng thực sự lại đóng góp một phần rất lớn vào sức khỏe tổng thể và mức độ hạnh phúc các chuyên gia cho biết chỉ cần dành ra 15 phút để chăm sóc sức khỏe tâm thần, cuộc sống của bạn đã có thể trở nên dễ dàng hơn. Hãy thử hít thở sâu khi thức dậy, thưởng thức ly cà phê sáng thay vì bị phân tâm. Hãy đi dạo, viết nhật ký và có những khoảng nghỉ ngơi trước màn hình máy tính hay các thiết bị di động. Những lợi ích của những thực hành chánh niệm đến từ việc giảm mức độ cortisol, hormone căng thẳng, có liên quan đến các biến chứng sức khỏe bạn cũng có thể điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn khi thực hành thiền định bên cạnh những lời khuyên về hoạt động thể chất có một chế độ ăn uống lành mạnh và chú ý đến sức khỏe tâm thần một số hoạt động mà bạn cũng có thể thực hiện để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình bao gồm ngủ đủ giấc tránh uống quá nhiều đồ uống có cồn không hút thuốc và điều quan trọng là hãy xây dựng cho bản thân mạng lưới quan hệ tích cực để tinh thần và tâm trạng của bạn luôn được vui tươi lạc quan và hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống